Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2026 là dấu mốc lịch sử về số đội tham dự. Kỳ World Cup này lần đầu tiên có 48 đội tham dự, tăng 16 đội so với các lần tổ chức trước đó. Nhờ việc tăng số đội tham dự mà châu Á cũng tăng số suất tham dự từ 4,5 suất lên 8,5 suất. Cụ thể có 8 suất tham dự trực tiếp và một suất đấu play-off với đại diện châu lục khác. Chính vì số đội tham dự tăng nên cơ hội dành cho các đội tuyển ở nhóm 2 của châu Á cũng vì thế tăng lên. Điều này lý giải vì sao các đội tuyển ở nhóm hạt giống số 2 như Uzbekistan, Trung Quốc, Jordan, Bahrain, Syria, Việt Nam đang có sự chuẩn bị tích cực. Bên cạnh đó các đội ở nhóm hạt giống số 3 như Liban, Thái Lan, Kuwait cũng đặt quyết tâm cao. Trở lại với tình hình các đội tuyển khu vực Đông Nam Á, hiện tại có 7 đội tuyển khu vực Đông Nam Á lọt vào vòng loại thứ hai World Cup 2026, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore và Philippines. Cụ thể, đội tuyển Myanmar nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Syria, Triều Tiên. Đội tuyển Thái Lan, Singapore nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc và Trung Quốc. Đội tuyển Malaysia nằm ở bảng D cùng với Oman, Kỵ Kyrgyzstan và Đài Loan. Đội tuyển Indonesia, Việt Nam, Philippines nằm tại bảng F cùng với Iraq. Nhìn vào các bảng đấu có sự tham dự của các đội tuyển khu vực Đông Nam Á, có thể thấy đội tuyển Myanmar ở thế bất lợi nhất. Khi ở chung bảng đấu với đội tuyển quá mạnh. Cụ thể, với các đối thủ như Nhật Bản, Syria và Triều Tiên. Rõ ràng ở B, đội tuyển Myanmar được xếp ở nhóm 4, bị coi là đội lót đường, với trình độ thua kém các đối thủ nên rất khó để Myanmar có thể gây bất ngờ. Chúng tôi dự đoán, Myanmar là đội tuyển đầu tiên của Đông Nam Á phải dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Tại bảng C, vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, khu vực Đông Nam Á có hai đại diện gồm đội tuyển Thái Lan và Singapore. Cũng giống như Myanmar, ở bảng đấu này Singapore bị đánh giá thấp nhất, với kết quả các giải đầu gần đây từ cấp độ SEA Games đến AFF Cup rõ ràng Singapore khó có cơ hội trước Thái Lan hay Trung Quốc. Còn với Hàn Quốc càng không thể, do vậy chúng tôi dự đoán, Singapore là đội tuyển thứ hai của Đông Nam Á phải dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Theo thể thức, chỉ có hai đội nhất của mỗi bảng có cơ hội lọt vào vòng loại thứ ba, tại bảng C hai vị trí dẫn đầu là cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển hàn quốc trung quốc và thái lan trong đó hàn quốc đương nhiên được đánh giá cao nhất không quá khi nói đội bóng xứ kim chi đã gần như nắm trong tay một suất vào vòng loại thứ ba suất còn lại là sự cạnh tranh giữa trung quốc và thái lan trong đó thái lan bị đánh giá thấp hơn đội tuyển trung quốc mặt khác trung quốc cũng có cơ hội có điểm trước hàn quốc còn thái lan thì rất khó cầm hòa hàn quốc dù cho được đá sân nhà chúng tôi dự đoán nếu không gây bất ngờ trước trung quốc thì thái lan sẽ là đội tuyển tiếp theo ở khu vực đông nam á phải dừng lại sau vòng loại thứ hai. Với bảng D, Malaysia ở chung bảng đấu với Oman, Kyrgyzstan và Đài Loan. Nhìn vào quá khứ, thì Đài Loan ở nhóm hạt giống 4 và bị đánh giá thấp nhất. Trong khi đó, hai tấm vé vào vòng loại thứ ba sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Malaysia, Oman và Kyrgyzstan. Trong đó Oman được đánh giá cao nhất, tiếp đến là Kyrgyzstan. Tuy nhiên cơ hội của hổ mã lai là có ở bảng đấu này. Nếu thi đấu quyết tâm, đội tuyển Malaysia hoàn toàn có thể cạnh tranh với kỵ Jiston cho tấm vé nhì bảng tiệm bảng D. Chúng tôi đánh giá cơ hội giành tấm vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 của Malaysia là 50%. Với bảng F, khi có sự góp mặt của ba đại diện Đông Nam Á gồm Indonesia, Việt Nam, Philippines cùng với đại diện Tây Á là Iraq, rõ ràng dù kết quả có ra sao thì chắc chắn Đông Nam Á vẫn sẽ có một suất vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Cụ thể, ở bảng đấu này đội tuyển Iraq tỏ ra quá mạnh so với các đội tuyển còn lại, do đó vé nhất bảng khó thoát khỏi tay đội bóng Tây Á. Tấm vé thứ hai là sự cạnh tranh nội bộ của ba đội tuyển Đông Nam Á gồm Việt Nam, Indonesia và Philippines, trong đó Việt Nam được đánh giá cao hơn Indonesia và Philippines. Tuy nhiên đội bóng xứ vạn đảo có sự chuẩn bị khá tốt cho vòng loại, vì thế thầy trò huấn luyện viên Chu Chusie không được phép chủ quan. Trong tháng 11 này, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Iraq trên sân nhà và làm khách trên sân đội tuyển Philippines. Mục tiêu của các chiến binh sao vàng là giành 4 điểm, giành chiến thắng trước Philippines và cầm hòa Iraq. Nếu làm được điều này, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Tự chung lại nhìn vào tình hình các bảng đấu có sự tham dự của các đội tuyển Đông Nam Á tại vòng loại thứ World Cup 2026, thì Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Thái Lan là có cơ hội đi tiếp, còn lại Myanmar, Singapore hay Philippines gần như chắc chắn bị loại trong đó việt nam và indonesia là sáng cửa đi tiếp nhất